Thế nhá, xong rồi tối là gửi để bố còn gửi cho mọi người luôn tối nay nhá. Vâng ạ. Ok, chào Bông nhá. Vâng, anh chào chị ạ. Chào Bông. Vâng. Chị Hạnh ạ? À? Có phải chị Hạnh không? Chị Hạnh anh Hải không? Alo? Alo? Không nghe. Alo, có phải chị Hạnh không? Không, chị là chị Hà, chị Loan mà. À, chị Loan à? Ừ. Ôi, thế cái số máy anh Thanh nó đưa cho em lộn, em đang ở dưới Nam Định, em đưa thiệp mời cho chị Hạnh với lại anh Hải với lại chị Cúc. Ừ. Thế đang ở dưới Nam Định, bây giờ các chị ở chỗ nào để em gọi để còn biết cái nhà để đưa nhỉ? Rồi ơi, em ơi, cần gì phải đưa thiệp vậy? Không đưa. Phải đưa thiệp. Đây có rồi, đã viết hết cả rồi, in rồi, cẩn thận lắm rồi. Bây giờ đưa thế luôn. Thế thì chị cho em cái nhá. Cái địa chỉ. Địa chỉ của chị Cúc là ai đấy nhắn tin luôn hoặc cho em cái để em gọi luôn bây giờ. Em đang ở Nam Định rồi. Vâng vâng. Vâng vâng, em cảm ơn. Vâng vâng. Em đây rồi. Hello anh Việt à? Ở đây à? Vâng, anh Việt đây, em là Hồng, bạn của Thanh ạ. À, Hà Nội, vâng. Anh đang nhà chỗ nào em đến để đưa cái gửi cái thiệp mời đám cưới con em mà? Anh đang ở dưới Hải Hậu, anh về nhà bốc mộ và già anh mà. À, thế à? Thế ở Nam Định này đang có chị nào ở nhà chỗ nào không? Nhắn cho em cái địa chỉ được không? Ờ, nhà có anh Hải thôi, anh Hải cứ đi vào. Đi nhá, anh bảo nhá, đi vào ủy ban phường Bình Khi nhá. Vâng. Đi hết cái danh trại quân đội, hết cái gì có cái ngõ giáp với bức tường của danh trại quân đội ấy. Vâng. Đấy, em sẽ phải vào khoảng 50 mét hỏi anh Hải Hạnh là vâng, vâng. Đấy. Anh nhắn cho em cái... sau bức... Hay là anh nhắn cho em cái số điện thoại của anh Hải được không? Được. Vâng vâng, nhắn nhá. Em anh đang dưới Hải Hậu. Ok anh, vâng, để em đến gần nơi thì em gọi điện đấy mà. Rồi rồi, đấy em cứ đi này nhá, em đi vào chỗ ủy ban phường Trường Thi nhá. Vâng. Chỗ nhà em nhớ em ra, xong rồi đầu là đi vào đấy, qua đấy thì có cái danh trại quân đội cũ ấy, phải gọi cái kho vật tư cũ ấy. Vâng vâng. Thế này là đằng sau cái bức tường của cái danh trại quân đội bây giờ là em vâng, bám vâng, vào vâng, bám vâng, bên phải ấy, được thì rồi, em vào khoảng 50 mét là hỏi anh Hải đấy. Vâng, nếu anh có số điện thoại anh nhắn cho em cái số anh Hải thì tốt quá. Vâng. Vâng 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 vâng, em cảm ơn anh Việt. Vâng. Vâng. Hmm.